Ngày 10 tháng 6 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Liên quan đến vụ việc đề thi đại học môn sinh năm 2021 giống với đề ôn tập của một giáo viên ở Hà Tĩnh, đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh bắt hai cựu giáo viên thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cùng với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là bà Phạm Thị My, tổ trưởng tổ ra đề môn sinh, và ông Bùi Văn Sâm, thành viên tổ thẩm định. Việc Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc, chứng tỏ rằng vụ việc này có dấu hiệu của tội phạm chứ không phải là một sự trùng hợp nào cả. Và sau đây hãy cùng Thư viện Pháp luật nhìn lại một số mốc thời gian liên quan đến vụ việc lộ đề thi đại học môn sinh năm 2021. Tháng 7 năm 2021, Thầy Đinh Đức Hiển nhận phản ánh về việc đề thi đại học môn sinh năm 2021 giống với đề ôn tập của thầy Phan Khắc Nghệ, Phó Hiệu trưởng Trường Chuyên Hà Tĩnh. Sau đó, thầy Hiển đã gửi tâm thư kèm theo tài liệu cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Cuối tháng 3 năm 2021, Bộ Công an mời thầy Phan Khắc Nghệ ra để làm việc về những lùm xùm khi bị phản ánh đề ôn luyện giống với đề thi chính thức. Tại buổi làm việc, thầy Nghệ cho biết thầy chỉ trao đổi với bị can Phạm Thị My về chuyên môn nhưng không biết bị can nằm trong ban ra đề và khẳng định những nội dung trong cuộc trao đổi không có trong đề thi. Tháng 8 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an thành lập tổ công tác liên ngành so sánh các tài liệu ôn tập và đề thi. Tháng 11 năm 2021, thầy Đinh Đức Hiển tiếp tục email cho Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, đồng thời gửi tin nhắn cho một số đại biểu Quốc hội đề nghị chất vấn nội dung này tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15, gửi văn bản kiến nghị đến Bộ Công an, đến đại biểu Quốc hội, đến Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Ủy ban Xã hội, Ủy ban Pháp luật Quốc hội. Tháng 12 năm 2021, các trang báo đăng kết luận của tổ công tác liên ngành là có dấu hiệu bất thường về đề thi sinh giống trên 90% với đề ôn thi của thầy Nghệ và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác nhận kết quả này. Tháng 1 năm 2022, Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nhờ thầy Hiển so sánh lại tài liệu của thầy Nghệ với 4 mã đề thi môn sinh và kết quả là tương đồng với đánh giá của các chuyên gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo mời thẩm định. Ngày 10 tháng 6 năm 2022, Bộ Công an đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, khởi tố bị can, ra lệnh bắt hai cựu giáo viên thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là bà Phạm Thị My và ông Bùi Văn Sâm. Về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thì tội danh này được quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Theo đó thì người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái công vụ, gây thiệt hại về tài sản hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì tùy tính chất, mức độ mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù. Ngoài ra thì người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Hiện thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Và hiện nay thì cũng chưa có bất kỳ một kết luận điều tra nào về vụ việc này. Pháp luật quy định như thế nào về đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia? Đề thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia hay còn gọi theo cách thông dụng là đề thi đại học là một loại bí mật nhà nước độ tối mật theo quy định tại quyết định 809 của Thủ tướng Chính phủ. Và theo luật bảo vệ bí mật nhà nước thì hành vi làm lộ bí mật nhà nước và các hành vi khác liên quan đến bí mật nhà nước trái với quy định tại luật này đều là hành vi bị nghiêm cấm. Các tổ chức cá nhân có hành vi làm lộ đề thi đại học có những hành vi trái pháp luật khác liên quan đến đề thi đại học có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt cao nhất lên đến 60 triệu đồng. Còn nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước với mức cao nhất lên đến 15 năm tù, hoặc là tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước, tội vô ý làm mất vật, tài liệu bí mật nhà nước với mức hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù. Ngoài ra thì người có chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ mà vi phạm pháp luật liên quan đến công tác ra đề gây thiệt hại cho nhà nước thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Và trên đây là những thông tin về vụ việc lộ đề thi đại học môn sinh năm 2021 mà chúng tôi đã cập nhật được, cũng như là các vấn đề pháp lý xoay quanh vụ việc này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.